Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh thăm và làm việc tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La. Có thể khống chế sâu keo mùa thu. Hiện đại hóa quy trình sản xuất để phát triển nghề truyền thống. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, trong 2 ngày từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tham dự nhiều sự kiện quan trọng tại hai tỉnh Điện Biên và Sơn La. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Tăng Ngọc Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh và đoàn công tác đã tham dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên, 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trải qua các giai đoạn lịch sử, dù đã nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính, tên gọi và chế độ quản lý khác nhau, song các thế hệ đã và đang sống trên mảnh đất Điện Biên anh hùng luôn đoàn kết một lòng, chung sức giữ vững biên cương, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Theo nghị quyết số 22 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa 11 về việc chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh Lai Châu được chia tách thành hai tỉnh là Điện Biên và Lai Châu. Từ đó đến nay, tỉnh Điện Biên đã đạt được rất nhiều thành tựu tự hào trong phát triển kinh tế xã hội. Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là thời khắc để các thế hệ người Việt Nam cùng nhìn lại và tự hào về một chiến thắng vĩ đại, không chỉ có giá trị với riêng đất nước ta mà đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập của hàng loạt các dân tộc thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Và trong chiến thắng vẻ vang ấy có một phần đóng góp hy sinh của quân và dân các dân tộc Lào Cai. Phấn khởi lắm. Chỉ lúc các anh chị mới nghĩ là quyết tử của Tổ quốc quyết sinh chứ không có nghĩ gì. Còn phải đọc lời thề mà. Khi ra trận quyết chí xung phong, dù đầu rơi máu chảy không lùi bước. Xin thề. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã tới thăm tỉnh Sơn La, dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương lên thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã tham gia lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Tượng đài Bác Hồ cao 7,9m, bệ tượng cao 4,7m. Chất liệu tượng Bác được đúc bằng đồng lấy từ nhà máy luyện đồng Lào Cai, bệ tượng bằng đá. Bức phù điêu phía sau mang hình tượng bông hoa ban cách điệu, mặt trước thể hiện hình ảnh nhân dân các dân tộc Tây Bắc, các nét đặc trưng văn hóa, lịch sử, lễ hội, quá trình chiến đấu, xây dựng và phát triển của các tỉnh Tây Bắc. Mình đang rất là vui, rất là xúc động và rất là vinh dự khi được tham gia sự kiện lớn như ngày hôm nay. Và nhớ về những năm tháng mà Bác Hồ lên thăm Sơn La, bản thân tôi cũng cảm thấy rất là tự hào. Và tôi sẽ cùng với đồng bào, cùng với nhân dân quê hương mình cố gắng học tập, rèn luyện và để cùng nhau chung tay xây dựng mảnh đất Sơn La ngày càng giàu đẹp hơn. Trước đó, cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các tỉnh, đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại đền thờ Bác Hồ, tham quan nhà máy thủy điện Sơn La. Cũng trong dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh và đoàn công tác đã tới khảo sát, tìm hiểu một số mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ngày 9 tháng 5 tại tỉnh Thái Bình đã diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai. Dự lễ ký có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình, đồng chí Đặng Phi Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai. Thông tin từ các đồng nghiệp của chúng tôi tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Bình. Tại lễ ký kết, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, hoan nghênh và chào mừng đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình. Đồng chí nhấn mạnh, lễ ký kết này thể hiện trách nhiệm từng bước cụ thể hóa chương trình hợp tác toàn diện giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Thái Bình với chủ đề chung dòng sông cùng ý tưởng hướng tương lai. Đồng chí đề nghị hoạt động hợp tác giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai sẽ đi vào thực chất, thúc đẩy hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, từ đó rút kinh nghiệm,
đề ra biện pháp thực hiện sát với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai đã ký kết chương trình hợp tác với 4 nhóm nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng tổ chức, bộ máy, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ngày 8 tháng 5, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào bản thảo cuốn lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh 1959-2019. Thực hiện kế hoạch số 101 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc nghiên cứu biên soạn tái bản lịch sử Đảng địa phương đơn vị giai đoạn 2017-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức nghiên cứu biên soạn, chỉnh lý, bổ sung cuốn lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lào Cai 1959-2019. Nội dung cuốn sách được chia làm 6 chương, tái hiện một cách chân thực quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ lịch sử. Cuốn sách là tài liệu quý nhằm tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên và quần chúng trong các cơ quan đơn vị. Tại hội thảo, các đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các tổ chức đảng cơ sở, các đoàn thể trực thuộc, đại biểu nguyên là lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ đã có nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi, phản biện, đồng thời cung cấp thêm nhiều tư liệu, thông tin quý giúp ban biên tập bổ sung hoàn thiện cuốn sách. Cuốn lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lào Cai 1959-2019 được hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng. Chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ khối, khẳng định vai trò của Đảng bộ khối trong quá trình đấu tranh bảo vệ và xây dựng vùng đất biên cương Tổ quốc. Sáng 9 tháng 5, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng giám khảo hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ 6 năm 2018-2019. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ 6 có 29 giải pháp của 129 cán bộ khoa học kỹ thuật trong tỉnh tham gia. Qua vòng sơ tuyển, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn ra 18 giải pháp đủ điều kiện vào vòng chung khảo. Các giải pháp chủ yếu thuộc 4 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo và lĩnh vực y dược. Trong 2 ngày từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5, các tác giả, nhóm tác giả dự thi có tác phẩm lọt vào vòng chung kết sẽ trình bày giải pháp để hội đồng giám khảo tổ chức đánh giá, chấm điểm và trao giải. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh được tổ chức 2 năm một lần nhằm tạo ra sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. Đầu tháng 4 vừa qua, đối tượng sâu keo mùa thu đã xuất hiện gây hại trên diện tích ngô của tỉnh. Đây là đối tượng sâu hại mới xâm nhập vào Việt Nam. Chúng ta chưa có kinh nghiệm phòng chống. Tuy nhiên, với nhiều biện pháp đã được triển khai, đối tượng sâu keo mùa thu đã được khống chế. Nhưng năng suất ngô vẫn sẽ giảm và mức độ an toàn cho các mùa vụ tiếp theo cũng cần phải được tính tới. Gia đình ông Phạm Văn Phúc ở thôn Xuân Tiến là một trong nhiều hộ dân của xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn đã khống chế thành công đối tượng sâu keo mùa thu. Gieo 8 cân giống ngô, nhưng cách đây hơn một tháng, toàn bộ cánh đồng đều bị đối tượng sâu phá hại. Là sâu mới xuất hiện, nên lúc đầu còn thiếu thông tin về thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu. Ông Phúc đã tự mua thuốc để phun nhưng không hiệu quả. Khi được tư vấn của cán bộ nông nghiệp địa phương, ông Phúc sử dụng thuốc Phượng Hoàng để phun thì kết quả thay đổi rõ rệt, sâu chết và cây ngô ra lá mới. Đầu tiên thì mua thuốc ở quán bình thường không chết, phải là vật tư mua về. Cái thuốc có con Phượng Hoàng ấy, phun một gói hai bình, phun thật nhiều nước vào là nó chuẩn hơn là phun ít nước. Cứ mỗi ngày phun nhiều, một xào phun hai bình được thì là nó mới chết hậu quả. Chứ còn phun mà lướt qua mà cho nhiều thuốc không có vị. Cái cách phun của anh như nào? Phun dội lên trên ngọn xuống à, vì nó ăn cả ngọn mà. Đợt đến lần gì đã có bắp này, toàn với con cây thấp bằng này thì là phải phun thẳng vào ngọn thôi. Đối tượng sâu keo mùa thu được phát hiện đầu tiên tại khu vực xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng. Đối tượng sâu này gây hại trên phần non của cây ngô. Trong giai đoạn ngô có từ 5 đến 9 lá. Qua thực tế phòng trừ sâu keo mùa thu của nông dân cho thấy, đối tượng này vẫn gây hại trên ngô khi đã đóng bắp, nhất là ở phần non của đầu bắp. Đối tượng sâu keo mùa thu liên tục quấy lứa trên cánh đồng trồng ngô nên việc trừ sâu phải thực hiện đồng loạt mới mang lại hiệu quả. Theo đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, trong thời gian vừa qua đã có một số công ty giới thiệu khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật để trừ sâu keo mùa thu. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu được khuyến cáo để nông dân sử dụng là loại thuốc dòng sinh học
thuốc thảo mộc giúp giảm thiểu tác hại đến người phun, môi trường sống cũng như tránh ảnh hưởng đến chất lượng nông sản. Các loại thuốc bảo vệ thực vật được khuyến cáo sử dụng có hoạt chất Bacillus indosacarp và Amamestin sẽ mang hiệu quả cao trong việc trừ sâu keo mùa thu. Hiện tượng gối nứa của cái sâu keo mùa thu này là liên tục gối nứa trong một thời điểm thì có cả pha trứng tuổi sâu tuổi non và sâu tuổi nhỏ và cũng giai đoạn nhộng. Cho nên là khi mà chúng ta trồng ngô thì giải vụ vì cái ngô là nó thích nghi ở nhiều thời vụ khác nhau, cho nên cũng là một cái tạo cho nguồn thức ăn liên tục cho sâu keo mùa thu gây hại. Cho nên biện pháp mà canh tác cũng hết sức quan trọng, tức là gieo trồng tập trung để cho tránh có nguồn thức ăn thường xuyên cho sâu keo. Thế và bên cạnh đó thì cái giải pháp căn cơ chúng tôi cũng đã cùng với cái công ty Đề Cáp đánh giá có hai cái giống ngô là 9955S và 6919, đây là hai giống đánh giá được một vụ là tương đối có cái sức đề kháng tốt với sâu keo mùa thu, và đánh giá tiếp một hai vụ nữa chúng tôi sẽ khuyến cáo cho bà con sản xuất giống này, đây là biện pháp hết sức căn cơ. Sâu keo mùa thu là đối tượng sâu đa thực có thể gây hại trên 80 loại cây trồng. Thực tế từ nhiều quốc gia đã bị sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô cho thấy sản lượng ngô sẽ bị sụt giảm từ 10 đến 20%. Tỉnh Lào Cai có khoảng 30.000 hecta ngô ở cả vùng thấp và vùng cao được nông dân trồng giải vụ liên tục. Vì vậy, về lâu dài, bà con nông dân cần trồng ngô đúng khung thời vụ, trồng tập trung và luân canh cây trồng để cắt đứt nguồn thức ăn của sâu keo mùa thu, từ đó hạn chế được đối tượng này lây lan trên diện rộng. Sau 4 năm thành lập, Hợp tác xã Tây Bắc đang ngày càng khẳng định được tên tuổi và uy tín trên thị trường với sản phẩm chính là thương hiệu rượu mộc. Sản phẩm rượu mộc có chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Với mong muốn giữ gìn và phát triển nghề nấu rượu gạo truyền thống của gia đình, năm 2016, anh Đỗ Văn Tưởng ở thôn 3 xã Đồng Tuyển đã thành lập Hợp tác xã Tây Bắc. Hiện nay cùng với 4 sản phẩm chính là rượu nếp nương, rượu sánh cù, rượu nếp cái hoa vàng và rượu táo mèo, thương hiệu rượu mộc của hợp tác xã đang ngày càng nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Với phương châm là sản xuất rượu sạch để phục vụ người tiêu dùng thì hợp tác xã chúng tôi cũng ý thức được là các nguyên liệu đầu vào là phải sạch, thì nguyên liệu để sản xuất rượu mộc thì cũng có gạo, nước và men. Thì trong đó gạo thì chúng tôi chủ yếu dùng nguồn gạo địa phương như gạo sáng cù, gạo nếp nương. Men thì là men thảo mộc của gia truyền của gia đình, và nguồn nước thì đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Sau khi nấu ra thành rượu thì chúng tôi đưa vào qua máy khử độc tố gồm có công nghệ sử dụng hạt lọc và công nghệ sóng siêu âm và từ trường thì để triệt tiêu các độc tố trong rượu. Vẫn giữ quy trình nấu rượu thủ công từ khâu ủ lên men đến chưng cất rượu. Song rượu của hợp tác xã được thực hiện trên dây chuyền máy móc hiện đại, tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Rượu chưng cất sẽ được khử độc tố, hạ thủy dưới độ sâu 2 mét trong vòng 1 năm mới đưa lên đóng chai, gắn nhãn mác và đưa ra thị trường tiêu thụ. Bởi vậy, thành phẩm rượu mộc vẫn giữ được vị thơm đặc trưng và an toàn. Hiện rượu mộc không chỉ nhận được sự quan tâm sử dụng của khách hàng trong tỉnh mà còn có mặt tại nhiều thị trường lớn như Hà Nội, Yên Bái, Phú Thọ. Hàng năm, hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng 50.000 lít, với giá bán trung bình từ 25 đến 40.000 đồng mỗi lít, doanh thu của hợp tác xã đạt gần 2 tỷ đồng, tạo cơ hội việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. So với làm công việc khác thì chúng tôi, mình lại từ trước giờ trước ngày thì chúng tôi cũng bán nhỏ lẻ, thì cái thu nhập nó không được như bây giờ là làm theo quy trình dây chuyền này thì nó tốt hơn, mà nó an toàn thực phẩm hơn, mà đưa lại an toàn cho khách hàng. Khách hàng cũng ngày một nhiều đây. Rượu mộc đến đây thì cũng được cái trước hết là cái sự quan tâm của địa phương, hai là có sự kết hợp rất là chặt chẽ, một là cái tạo công ăn việc làm cho ít nhất ở đây là cũng là trên 4 lao động đấy, và cái mức thu nhập thì của mỗi một lao động cũng là 5 triệu đồng một tháng, đây là thấp nhất. Đấy, và hai nữa là cũng giải quyết được rất là nhiều. Thứ nhất là đã ra được cái sản phẩm rất tốt địa phương, hai là tận dụng cái nguồn thức ăn để giúp cho bà con nhân dân ở quanh khu vực này để người ta cũng
phát triển chăn nuôi. Thế thì về hiệu quả thì tôi nghĩ rằng là cái này nó là cũng là những cái mô hình tương đối là có hiệu quả và chất lượng đối với địa bàn xã Hồng Tuyển. Trong thời gian tới, Hợp tác xã Tây Bắc cần xây dựng nhãn hiệu cho thương hiệu rượu mộc, tránh hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện trên thị trường, gây hại cho người sử dụng. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức tiếp xúc đối thoại với cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động ngành công thương. Tại cuộc tiếp xúc, các đại biểu đã đưa ra một số vấn đề như trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều doanh nghiệp không thành lập tổ chức công đoàn, không thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động. Các quy định hiện hành hầu như không có sự khác biệt giữa doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội với những doanh nghiệp thực hiện không tốt. Việc bố trí lịch học, lịch nghỉ, giờ học, giờ nghỉ của các trường tiểu học nên đồng nhất với giờ làm việc hành chính, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành chức năng xây dựng các khu chung cư giá rẻ cho người lao động trên địa bàn thành phố. Về việc góp đóng góp quỹ bảo hiểm công đoàn, đề nghị xem xét miễn cho những đoàn viên khó khăn, đặc biệt những đoàn viên công đoàn đang phải đi thuê phòng trọ thì được miễn hoàn toàn để thể hiện đúng cái tính chất của bảo hiểm công đoàn. Các đại biểu cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, các cơ quan chức năng cần quan tâm thực hiện tốt hơn về chế độ chính sách cho lực lượng lao động nữ. Hiện tại chúng tôi ở cái doanh nghiệp mà tư nhân ấy, doanh nghiệp ngoài nhà nước ấy, thì hiện tại là chúng tôi đóng cái mức lương tối thiểu vùng là hơn 3 triệu, gần 3 triệu 9 cơ. Nhưng mà khi mà chúng tôi được hưởng cái mức lương cơ sở mà để 2 tháng để hỗ trợ cho cái người công nhân nữ là thai sản ấy, thì lại hưởng theo cái mức lương của nhà nước là có 1 triệu 390 thôi. Thì tôi thấy cái việc đấy là nó không công bằng cho đối với lại các doanh nghiệp của chúng tôi. Nên là đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn có ý kiến lên Bộ Lao động hay gì sửa đổi sao cho nó đúng và đỡ thiệt thòi cho người lao động của chúng tôi. Tại cuộc đối thoại, các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo công đoàn các cấp trả lời trực tiếp. Đối với những kiến nghị còn lại, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ có ý kiến trực tiếp tới các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Cùng thời gian này thực hiện kế hoạch phổ biến pháp luật quý 1 và hưởng ứng hoạt động tháng công nhân, công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật an ninh mạng và luật phòng chống tham nhũng năm 2019. Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu đã được phổ biến những nội dung cơ bản của luật an ninh mạng, luật phòng chống tham nhũng, ý nghĩa tầm quan trọng của luật an ninh mạng trong công tác bảo vệ chủ quyền lợi ích an ninh quốc gia, các quy định chung về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các giải pháp phòng chống tham nhũng trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước. Qua hội nghị này đã giúp các đại biểu có thêm thông tin về văn bản pháp luật mới, từ đó tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, hiệu quả đến từng đoàn viên công đoàn tại các cơ quan, đơn vị mình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tiến hành xét xử điểm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với hai bị cáo là Lù Xeo Nhà sinh năm 1983 và Tráng Xeo Trúng sinh năm 1991, đều trú tại thị trấn Nông Trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng. Theo kết quả điều tra và lời khai tại tòa án của các bị cáo, thì vào khoảng 12 giờ 55 phút ngày 22 tháng 1 năm 2019, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Xã Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng đã phát hiện, tiến hành kiểm tra hai đối tượng là Lù Xeo Nhà và Tráng Xeo Trúng có biểu hiện nghi vấn khi hai đối tượng này đeo một ba lô đi vào nhà nghỉ Ngọc Diệp. Qua khám xét, tăng vật thu giữ gồm 5 khối hình chữ nhật, mỗi khối gồm 2 bánh, bên trong là chất bột khô màu trắng, một xe mô tô mang biển kiểm soát 24B2-18276 và nhiều vật dụng khác. Tổng khối lượng của 10 bánh chất bột khô màu trắng thu giữ của hai đối tượng trên là trên 3,4 kg. Qua giám định, đây là chất ma túy. Tại phiên tòa xét xử, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình là nguy hiểm và tác động xấu đến trật tự trị an xã hội ở địa phương, làm gia tăng các tệ nạn xã hội khác. Lù Xeo Nhà và Tráng Xeo Trúng đã phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy, được quy định tại điểm B khoản 4 điều 251, điểm Z khoản 1 điều 5, điều 17, điều 58 Bộ luật hình sự. Căn cứ vào tội danh, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Lù Xeo Nhà và Tráng Xeo Trúng mức án tử hình. Tình hình tội phạm về ma túy trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ, điều tra và đưa ra xét xử nhiều vụ án vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Xét tính chất của vụ án và hành vi phạm tội của Lù Xeo Nhà và Tráng Xeo Trúng là đặc biệt nghiêm trọng. Ba ngành gồm Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh và Công an tỉnh thống nhất xây dựng vụ án này là án điểm để tập trung điều tra, truy tố và xét xử. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.